Lý do tại sao em lại cần cái tuổi từ 48 đến 68? Tại vì em nghĩ tuổi lớn tuổi đó là người ta người lớn người ta chững chạc, người ta chững chạc rồi cái gì người ta cũng biết lo hết, người ta có thể chăm lo cho mình được, mình ở bên cạnh người ta mình thì cảm thấy nó an toàn. Anh thấy gương mặt em rất là xinh xắn luôn á, với em cách em nói chuyện dễ thương á. Lời nói đầu tiên, Cảnh mến chào quý khán giả thân yêu đã đến với kênh Hữu Cảnh Kết Nối. Thì hôm nay Cảnh có nhận được số điện thoại của một em này mới 22 tuổi, em gái rất là xinh xắn, quê em ở Sóc Trăng, có nhờ Cảnh tìm cho em một nửa mảnh ghép yêu thương. Nhưng đặc biệt một điểm này, em gái này chỉ 22 tuổi, gương mặt rất xinh nhưng mà cần người khoảng 48 đến 68 tuổi. Nếu mà ai xem video này mà cảm thấy mến em thì cứ liên hệ qua số điện thoại Cảnh đã nêu trên. Giờ quý vị cùng theo Cảnh xem em này tâm sự những gì ha. Rồi anh chào em ha. Dạ. Rồi em hôm nay em đến với chương trình của anh là nhờ anh tìm cho em một nửa mảnh ghép yêu thương đúng không em? Dạ đúng em. Em cho anh hỏi là hiện tại giờ là nơi ở của em á với tuổi của em bao nhiêu? Em ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, thị trấn Mỹ Xuyên. Em thì năm nay em 22 tuổi. Em 22 tuổi. Nhu cầu của em muốn tìm một người khoảng bao nhiêu tuổi em? Anh thì mình tìm người hợp với mình là được rồi, lớn tuổi hơn em. Em 22 nhưng mà tìm người đó nói chung là lớn tuổi hơn em, là lớn hơn em là lớn bao nhiêu cũng được, nhưng mà thì em thấy người đó cảm thấy nói chuyện mà hợp với em là được. À, mà bữa hổm mà anh theo anh được biết là em cần một người từ 48 đến 68 đúng không em? Dạ đúng rồi. À, thì lý do tại sao em lại cần cái tuổi từ 48 đến 68? Tại vì em nghĩ tuổi lớn tuổi đó là người ta người lớn người ta chững chạc, người ta chững chạc rồi cái gì người ta cũng biết lo hết, người ta có thể chăm lo cho mình được, mình ở bên cạnh người ta mình thì cảm thấy nó an toàn. Anh thấy gương mặt em rất là xinh xắn luôn á, với em cách em nói chuyện dễ thương á, mà từ trước giờ không có ai đeo đuổi em hết em. Không, cũng có rất nhiều chứ anh, nhưng mà tại em không thích đó, kiểu như không có hợp với em nên là em không thích, mà cũng không nói chuyện với người ta nhiều. Tại vì kiểu như là em không thích là em không có muốn giao tiếp với người ta nhiều á, À đúng chỉ rồi. nhìn nói vài tiếng chuyện là thôi, không có khi cuộc trò chuyện nó không có được nói nhiều nữa, chỉ nói vài tiếng là thôi rồi. Bây giờ sẵn anh quay nè, em cứ nói bây giờ cái sở thích của em muốn chọn cái người đó có bản tánh làm sao, em không thích làm sao thì em cứ nói đi, anh sẽ chọn đúng người cho em. Thì nói chung là người em bây giờ là em nói em hiền thì cũng không ai tin, nhưng À. mà em là em hiền từ từ nhỏ rồi mà nó hiền không ai tin, nhưng mà em nói vậy thôi. Em muốn tìm một người đó là người đó hiền lịch sự rồi nói chuyện tôn trọng người lớn nè, rồi thì nói chung là hiền được rồi Em thấy anh. anh thấy em có chắc mà cái theo mà như là chăn chắc chặt thà đó em, cái người ở vùng miền quê á. Dạ đúng rồi, Em cười rất là có kiểu duyên như á. em là em nhà quê, cũng gái quê lắm, mà em không có sửa soạn kem phát sau này kia như người ta đâu, em không có sửa soạn gì hết trơn á, chỉ bình thường thôi à. Em cao 1 mét nhiêu? Em cao 1m59. Dạ Anh thấy độ cao á, chuẩn luôn đó. Rồi anh sẽ gắng tìm cho em một người thích hợp. Hiện tại bây giờ em sống với cha mẹ hả? dạ đúng rồi, em sống với ba mẹ, anh trai rồi chị dâu với mấy đứa cháu của em nữa, Ừ. ở trong nhà vậy đó. Nghề nghiệp của em hiện tại em ăn là gì? Em hiện tại bây giờ là em không có làm gì, em chỉ ở nhà giữ cháu cho chị dâu với anh trai thôi, còn hồi trước là em đi làm ở công ty bảo vệ. À, em đã từng vô công ty làm bảo vệ rồi. Dạ thôi, trước đó nữa là em có làm công ty thủy sản. Em làm công ty thủy sản xong rồi em nghỉ công ty thủy sản, em mới làm bên bảo vệ. Em muốn tìm một người chồng đó, em về sống chung với bên chồng hay là người đó về ở với bên em? Nói chung là bây giờ mà ở bên em thì không có, cũng không có chỗ ở, em nói thiệt em chỗ có chút xíu thôi, À. nhưng mà kiểu như mà em có chồng thì em về bên chồng, nhưng mà bên chồng phải đối xử tốt với em,
Đúng rồi, Chứ mà anh nghĩ có gì đắc à, tội tệ với em quá mà em không chấp nhận được á. anh nghĩ em nói chuyện theo tư cách em nói chuyện gì nè, với gương mặt của em xinh xắn gì không có chồng nào mà đi đối xử tệ với em hết trơn á. Dạ tại vì em sợ lắm, tại vì em hiền mà em không không có thích cái người mà hung dữ này kia, em không thích. Quý vị khán giả, em ở Sóc Trăng, ở vùng chỗ em ở cũng là vùng thôn quê đó, thành ra hỏi tại sao em mới 22 tuổi mà phải nhờ đến chương trình tìm, tại vì em ít có ra ngoài tiếp xúc để quen biết với bạn bè đó. Đúng không? Em ở nhà không à, ít có đi ra ngoài này kia, nó không có đi xa, ở nhà suốt rồi. Em rất là thật thà nghe, em hiền á. Bữa nãy em nói em tên gì anh quên rồi nè. Em tên là Phụng. Em Phụng. Dạ. Nhìn giờ em dễ thương á, nhưng mà có anh nghĩ chắc cũng có một số người thắc mắc. Em còn trẻ tuổi quá mà tại sao mà tìm những cái lứa tuổi từ 48 đến 68, thì em có giải thích là cái tuổi đó người ta đã chững chạc hết rồi. Dạ đúng Anh rồi. bữa nãy Cảnh có hỏi cái tuổi đó thì theo anh nghĩ sẽ có một số người đã có vợ có gia đình hết rồi, thì người ta cũng có đổ vỡ một hai đời vợ cũng có thể, thì em cũng có nói thì cái chuyện đó là em thừa biết, nhưng mà muốn những người tuổi như vậy người ta biết yêu thương mình, người ta biết chiều mình, đúng không em? Dạ đúng rồi, người ta yêu thương, quan trọng người ta yêu thương em thật lòng, chiều chuộng em và chăm sóc em mà lo cho em, bảo vệ em là được rồi. Đúng rồi. Em cần người thật lòng thương mình thôi, nói chung là người ta thương mình thật lòng là cái gì người ta cũng làm vì mình hết trơn á. Tình yêu là không có phân biệt tuổi tác, nếu mà thương nhau đến với nhau thật sự là cái gì nó cũng qua hết á em. Dạ. Rồi em có điều gì muốn nói với khán giả nữa không? Dạ em thì chỉ nói vậy thôi, cho em là rất thích cái người mà hiền lành luôn á, hiền lành mà sống có đạo đức đó, em rất thích mấy người hiền lắm. Em có nhu cầu mà kiếm cái người đó có của chẳng hạn như có chút tài sản về sau này không? Nói chung là bây giờ là mình về chung sống với nhau có thể là thiếu thốn này kia thì được, nhưng mà sống là phải biết tôn trọng yêu thương em, đừng có là cặp cặp với em rồi đối xử tệ với em này kia là em không chịu vậy, em không chấp nhận. Nói chung là yêu thương nhau thì có lúc thiếu thốn thì phải cùng nhau vượt qua chứ, em nói chung là em không có nhu cầu mà đòi hỏi người ta giàu này kia. Đúng rồi. Dạ. Anh nghĩ cái Yêu điều thương em nói nhau là thì người ta sẽ biết tự biết cách lo cho mình. anh nghĩ cái điều em mới nói rất quý. Thôi bây giờ anh xin tóm tắt câu chuyện như vậy ha. Thì Dạ. em Phụng năm nay được 22 tuổi, có nhờ Cảnh tìm cho em Phụng mà một người tuổi từ 48 đến 68 mà nhỏ hơn cũng được hả em? Dạ đúng rồi, nhỏ hơn cũng được, nói chung là em nói chuyện cảm thấy hợp với em là được á. Ok, thì nếu mà mong quý vị khán giả ai mà có xem video này mà cảm thấy mến em Phụng mà muốn đến ở với em thì có liên hệ qua số điện thoại mình đã nêu trên. Nhìn em rất là xinh xắn, hiền, nói chuyện hiền, cười có răng khểnh nữa. Quê em hiện tại ở Sóc Trăng. Rồi anh em mình sẽ kết thúc video tại đây ha Phụng. Rồi dạ, em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ rồi rồi, anh chào em ha. Anh chúc em Em gặp nhiều chào may anh. mắn ha. Chúc quý vị khán Dạ giả xem video vui vẻ. Bye dạ. bye em.